thiện hiện nên biết vì bố thí ba la mật đa vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì pháp không nội vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh vô tận, nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, vì chân như vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh đi xanh, pháp định pháp trụ thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết vì thánh đế khổ vô tận nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì thánh đế tập diệt đạo vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì bốn tịnh lự vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì bốn vô lượng bốn định vô sắc vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì tám giải thoát vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì bốn niệm trụ vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì pháp môn giải thoát không vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì năm loại mắt vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì sáu phép thần thông vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì mười lực phật vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết vì pháp không quên mất vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì tánh luôn luôn xả vô tận nên đại bồ tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa